với việc kiểm soát tốt dịch COVID-19 và triển khai quyết liệt các giải pháp phục hồi kinh tế, cho nên 9 tháng năm nay, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Long đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá, tác động tích cực đến hoạt động xuất nhập khẩu, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương. Dự báo tình hình sản xuất kinh doanh trong năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn, nên từ cuối năm trước, công ty Bosin tại khu công nghiệp Hòa Phú đã chủ động tìm kiếm khách hàng, chuẩn bị nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, đồng thời tổ chức lại sản xuất theo hướng tăng năng suất, hiệu quả lao động, đáp ứng yêu cầu của khách hàng về thời gian giao hàng cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, tính đến nay, công ty đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, trong đó sản lượng sản xuất tăng 2,3 lần, kim ngạch xuất khẩu tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước, với tổng doanh thu đạt trên 60 triệu đô la Mỹ, vượt 3% kế hoạch năm. Khi đã nhận được đơn hàng của khách hàng á, phải làm sao để mà đảm bảo được cái nguồn nguyên liệu nhập vào sớm hơn so với dự định để chuẩn bị đưa vào sản xuất, đào tạo cho người lao động mình có một cái chuyên môn sâu. Còn tại doanh nghiệp này, trong những tháng đầu năm đã tập trung tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo hướng tiết kiệm, hiệu quả. Nên 9 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp đã đạt mức tăng trưởng trên 15% so với cùng kỳ năm trước, với tổng doanh thu đạt trên 40 tỷ đồng. Đầu năm thì công ty cũng đưa ra cái kế hoạch mở rộng thị trường, nghiên cứu sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, công ty cũng cơ cấu lại là sản xuất rồi về nhân sự để giảm chi phí nhằm mang lại cái hiệu quả cho công ty. 9 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất chung của ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây sẽ là nền tảng để năm nay tỉnh Vĩnh Long thực hiện vượt chỉ tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp theo nghị quyết đã đề ra. Ngành công thương thì chúng tôi cũng sẽ nắm những cái thuận lợi khó khăn của các doanh nghiệp để có cái tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban những cái giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp trong cái vấn đề mà phục hồi sản xuất kinh doanh, phối hợp với các sở ngành để mà triển khai cái kế hoạch là thực hiện là các cái phát triển cái khu cụm tiến công nghiệp, triển khai những cái chương trình đề án như là chương trình khuyến công nhằm hỗ trợ các cơ sở doanh nghiệp là có cái điều kiện là thay đổi cái máy móc thiết bị, cải tiến là mẫu mã bao bì để đáp ứng được cái yêu cầu là trong cái hàng hóa, trong cái quá trình mà hội nhập, đổi mới cái công tác là xúc tiến thương mại. Đặc biệt đó là chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh cái vấn đề là coi như là thương mại điện tử nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có thể là chuyển đổi số. Với việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của các sở ngành liên quan cùng sự quyết tâm của các doanh nghiệp trong việc vượt qua khó khăn phục hồi sản xuất sẽ là tiền đề quan trọng để năm nay ngành công nghiệp địa phương lấy lại đà tăng trưởng và tiếp tục có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.